Thưa sư, con chú xứ xa xôi nơi không có đạo Phật, không có chùa chiền. Con tìm hiểu Phật pháp qua các bài giảng của sư và của sư Giác Nguyên Toại Khanh. Con cũng chỉ mới biết về Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng trong các comment con thấy rất nhiều con sa thú. Con thật sự muốn hiểu rõ hơn về câu này, đọc chính xác như thế nào, đọc trong trường hợp nào và tại sao phải dùng câu này, và câu này mang ý nghĩa gì? Chính xác cái từ này đó, từ chat qua cái đoạn ha, thì cái này đó nó là cái từ này ha. Sa thú. Đấy, cái từ nó là như vậy. Đó, sa thú. DH chứ không phải là TH. Thì cái này nó có hai ý nghĩa. Cái từ này đọc là sa thú. Sa thú ha. Thì nó có hai ý nghĩa. Một á là có ý nghĩa là vâng, có là yes. Ví dụ như ai ai nói cái gì đó thì chúng ta sa thú, có nghĩa là chúng ta ừ đó, nó có nghĩa là ừ đó, đồng ý đó, thì chúng ta đọc. Cái thứ hai là mang ý nghĩa là tán thán, ví dụ như là hay quá, tốt quá, đẹp quá, mừng quá, vui quá, hoan hỷ quá, thì chúng ta cũng dùng cái từ sa thú. Thì nó là một cái thứ hai, thì nó là một cái kiểu là cảm cảm thán, nó là một cái kiểu là tung hô, là một cái kiểu ngợi khen. Nó ví dụ như là tốt quá, hay quá, lành quá, đã tuyệt quá, thì chúng ta có thể dùng cái từ sa thú.